tí rồi, cho cô mở coi đây làm lại chút xíu nha. Cái cấp 9 tháng rồi. Chào. Đó. Rồi cô xong rồi. Rồi để đi cởi đồ em. Cởi đồ. Cởi đồ em ha. Thay cân nặng. Cởi đồ em cho nó chính xác. Công tác. Hôm nay anh được check up 9 tháng nè mọi người ơi. Thấy nhờ. Nói tả ra không em? Không không, mình để tả chứ. Anh để bé ngoài nha. Ok. 1, 2, 3. You're handsome. Hand up, you're handsome. Anh kéo hai tay áo ra trước. Cái tay anh, tay anh để giống như trong Halloween đúng không? Không phải, giống trong phim Wednesday đó phải không? Rồi đi đi con. Đây, let's go. Đi ra ngoài à? Không, không phải đâu này. Đâu có, cần cái cân ngoài mà. Cái cân với chiều cao ở ngoài. Đây. Rồi ba mở sang đây chút xíu nha. Ôi 23. 23 đâu vậy ha? 23 ba rưỡi đó. 23 ba rưỡi nha. Rồi sao chiều cao? Xuống nha. Tình cái. Ừ cái đầu à. Cái đầu con sát lên nha. Ừ. Cái nữa rồi những cái đầu vậy nha. Rồi xong rồi, xong ngay, xong ngay, xong ngay. Coi chiều cao đi. Rồi xong rồi. Rồi 29 in 3 phần 8 xong rồi. Ok. Ôi ôi. Có cái gì đâu. Rồi cho biết ra phần mặt được. Ở đây dạnh em. Giật á. Giật chân mạnh lắm á. Xong rồi xong rồi. Giờ cho cô lấy lại giọt nha. Ừ thôi cho cô dài giọt máu thôi. Rồi nhờ ba đừng đánh con một chút nha. Dạ nè. Bị lấy máu ngay ngón tay. Nó nghe không phải nghe trơn. Mà áo bệt im re vui vẻ. Im re vui vẻ hả? Anh này có chịu. Ồ anh này ổng cha. Ồ cô lớp xong rồi con ơi. Cho cô một chút nữa thôi nha. Ồ nãy mới bước vô phòng thì khóc hết trời. Người ta biết rồi. Dạ, người ta có một giọt nữa thôi nha. Ừ, một giọt cô, một giọt cô. Rồi, cô xong rồi. Nhìn chân con à? Are you okay? Đó, hôm nay là mang mượn rồi. Còn chích ngừa nữa. Cái này lấy máu thôi. Are you okay? Giơ tay, giơ tay. Nước mắt em rơi. Mang giớ được đó, mang giớ. Anh con có chuyện chơi với con. Hello.
đèn ơi, có hộp đèn nữa thôi. Hộp đèn của mẹ ơi.